Rồi cao thanh trường chào tất cả anh em cần thủ, hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em cao nha. Anh em liên hệ qua số điện thoại là 0832620524, Zalo cũng vậy 0832620524 nha. Rồi anh cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship, phí ship là 35k trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Rồi đầu tiên xin phép lên cần. Đầu tiên là một cây cần mi, một cây cần này, một cây cần mi rút độ dài cây này là thu gọn lại là 80 cm, hàng Japan này, khắc tem này 3m nha. Dàn khoen là dàn khoen khoen hãng xứ xám thế này đây, khoen khoen sứ nha. Khoen sứ pad là pad hãng vàng, dàn khoen này. Cây này là cứng là cái này là cứng là 15-20, chiên cho anh em lưu rê lóc câu ngâm nha. Độ dài là 3m, chất liệu là phíp nha. Đây đọc rút ra này, phô cần rút ra rất là đẹp nha. Độ dài là 3m, chất liệu là phíp. Phu gọn cái này là 80 cm, cái này mã số 1. Mã số 1 này để cho anh em giá là 200k, mã số 1. 3m. Hàng Sapan 3m nha. Thu gọn 80 cm. Giá này là 200k, mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng tiếp tục là một cây cần mà một cây cần nguy rút, cái này là thu gọn cũng là 80 cm luôn. Cái này là độ dài là 2m1 này, chiên cho anh em lưu rê lóc nha, phát là phát hãng vàng, dàn khoe là dàn khoe hãng xứ xám đây. Khoe nó là viền, cũng viền màu xanh xanh giống cây cần này. Đấy. Cái này là cứng là 15-20, tương đương với cứng khoảng là ML á, chiên cho anh em lưu rê lóc nha. Câu ngâm. Rồi. Mini rút độ dài cái này là 2m1, thu gọn lại là 80 cm, chiên cho anh em lưu rê lóc, phát hãng khoe hãng hàng Sapan luôn. Đây. Sút 2m1 nha. Rồi cái này mã số 2 cũng giá là 200k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 cũng tiếp tục là một cây cần. Cái này cũng là suit độ dài là 21, hàng Sapan tem vàng, hàng Olympic nha. Đây, các tem trong cái pad máy luôn này. Cần này rất là xịn sò luôn. Đấy. Rồi dàn khoen đó là dàn khoen Fuji xứ trắng thế này đây, dàn khoen Fuji xứ trắng khoen nhựa nha. Cái này cũng chiên cho anh em lưu rê lóc cầu ngâm. Rồi cái này cũng cứng tầm M. Cứng M nha, độ dài cái này là cứng M. Độ dài cái này là 2m1, chất liệu là fit nha, ngồi hình cần này khá đẹp, cần này là khá là xịn sò luôn nha. Olympic Sapan, cái này giá là 230k, dòng tem vàng này. Olympic, dòng Olympic đánh rất là bền luôn nha, cái dòng tem vàng này nữa. Rồi, mã số 3, 230k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một cây cần đây qua. Mã số 4 tiếp tục là một cây cần đây qua khá là xịn sò, cái này là khá là đắt tiền nha. Dòng này là dòng fit đỏ, hàng nội địa Nhật. Chúng chiên cho anh em lưu rê lóc hoặc là câu ca lưu rê mương rồi nha. Đây qua này, pad Fuji này, cứng 20, độ dài là 1m80 này, dàn khoe Fuji luôn, càng cực kỳ nhạy luôn nha. Đấy, càng này mà đi lưu rê thì thôi cực kỳ đỉnh luôn, phúc pho phô càng cực kỳ đẹp nha. Đấy, khoe Fuji, pad Fuji độ dài là 1m80, hàng đây qua Japan, chiên cho anh em lưu rê lóc. Rồi cái này mã số 4, cái này hàng đây qua Japan nha, cái này khá là đắt tiền, pad Fuji dàn khoe Fuji luôn, hàng Sapan. Rồi mã số 4 cái này để cho anh em giá là 320k. Tiếp tục mã số 5. Bên em có cước bãi này, nó về chỉ có một size duy nhất, giờ nó có một size duy nhất là 9.0, là tương đương với lại là 0.52 nha, sức tải là 24 kg. Đây cước khá là xịn sò luôn nha. Loại này thì 500m, nó ghi là đường sau á thì nó ghi là Made in Japan, đường trước nó là ghi USA nha, là không biết Mỹ xúc hay là Nhật xúc nữa. Đấy, có một size này là 9.0 này, chiên cho anh em câu ngâm lân xe đồ, câu biển đồ nha. Rồi một cụm này để cho anh em giá là 100k thôi, 100k ship từ hai cụm nha, ship hai cụm với ship hoặc là ship với cần câu. Đấy, một cụm này là giá là 100k này, 500m nha. Vì anh em chắc câu cỡ mấy năm chưa hết 500m quá, 100k một cụm. Rồi tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một cây cần mi rút, cũng là một cây cần lưu rê lóc. Cây này là đây qua pad Fuji cứng 10, độ dài 21, loại này chiên cho anh em câu lưu rê lóc hoặc là câu bè nha. Đấy, cây này là anh em câu bè rồi rất là sướng này, lưu rê cá mương rất là sướng, rất là dẻo luôn, cần siêu nhẹ nha. Cây này giá cao hơn cây cứng 20 nè, cây này là giá là 350k, cứng 10, độ dài là 1.8, pad Fuji cần siêu nhỏ gọn luôn, siêu đẹp luôn nha. Chiên cho anh em lưu rê lóc, dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ xám này. Đấy, ngũ hình càng thì mới tinh luôn. Rồi cái này mã số 5, 350k.
Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là một cây cần hai khúc chiên cho anh em câu bộ lực. Mã số 6 tiếp tục là một cây cần hai khúc chiên cho anh em câu bộ lực nha. Cẩu cách tra. Mấy dòng này thôi nầu đồng cấu đá. Bát là bát Fuxi nè. Cứng 120, độ dài là 200 nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi xứ trắng nè. Đấy. Khoen chạy của nó là khoen Fuxi xứ trắng nha. Đây, nhưng mà tắt phía trỏng nha, nhưng mà từ đây tới đây là phía đặt nè. Nên là thích hợp cho anh em tải cá cực kỳ lớn luôn nha. Cứng 120, độ dài cái này là 2m1, chất liệu là phíp này. Đấy, cứng 120 nha. Đấy, cần rất là đẹp luôn. Đọc màu trắng thế này đây. Cứng 120, độ dài 2m1, hàng Olympic Japan. Đấy, loại này thích hợp cho anh em câu ngâm, lân xe, cẩu cá tra. Trong là chiên cho anh em nó bộ lực nha. Cái này là phíp đỏ. Người hình cần có sơ xước nhẹ thế này thôi. Rồi, cái này mã số 6. Số 6 cây này để cho anh em giá là... Rồi, cái này để cho anh em giá là 550k nha. Cứng 120, rất là hiếm luôn nè. Cứng 550k nha. Chắc liệu là thiết. Tiếp tục mã số... Số 7. Rồi, số 7 là một cây cần hai khúc. Cây này là chiên cho anh em câu ngâm, lăn xe hoặc là câu biển. Đấy, lưu rê biển cũng được nha. Cây này là tải mồi của nó nè. Lưu rê dài, độ dài là 2m1, number là 10-25 lb nha. Cây này là chiên cho anh em lưu rê nè. Đấy, độ cứng cây này là khoảng 25-30. Cây này cứng 25-30 nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi, nhưng mà khoen cổ ngày xưa. Đấy, cần này rất là cổ luôn. Dòng Alpha này tem kiểu cực kỳ đẹp luôn nha. Alpha tem kiểu cực kỳ đẹp luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi đây. Rồi, hai khúc chất liệu là carbon, độ dài cái này là 2m1. Đấy, phô cần cực kỳ đẹp, mới tinh, chỉ có bị sơ xước một điểm chỗ này thôi. Rồi, hai khúc 2m1, mã số 7, chất liệu là carbon nha. Cái này để cho anh em giá là 700k nha, carbon. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một cây cần hai khúc chất liệu là phíp. Hai khúc chất liệu là phíp, cây này là độ dài cũng 2m1. Cây này cũng độ dài 2m1 nha. Cây này là cứng là... Rồi, cây này là cứng là 50-80, độ dài cây này là 2m1 này, chất liệu là phíp. Cây này cũng thích hợp cho anh em cẩu cá tra, câu ngâm đồ. Bát là bát thẳng vào này, bát cực kỳ chắc chắn nha. Cái này dính bụi thôi, lau chùi rất là mới luôn. Phô cần còn cực kỳ mới này, 2m1 tem vàng, 2m1 tem vàng này. Đấy, cần khá là xịn, cái dòng này đánh rất là bền luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi xứ trắng này, à xứ đen. Mấy dòng này anh em câu ngâm, lân xe đồ, cẩu tra đồ, nói chung là mấy dòng này đánh rất là bền luôn. Rồi, 50-80, độ dài là 2m1, chất liệu là phíp. Từ chỗ này nè tới chỗ này là phíp đặc nha. Nên là anh em khỏi sợ bị gãy cần hay gì ấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, còn ở dưới đây là phíp rỗng. Đấy, rồi, hai khúc 2m1, chất liệu là phíp. Cái này đi cho anh em giá là 430k. Mã số 8, tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một cây cần hai khúc. Rồi, mã số 9 tiếp tục là một cây cần hai khúc, chất liệu là phíp. Cây này là cứng, là cứng 30, độ dài cây này là 2m4, cứng 30, độ dài 2m4 nè. Đấy, cây này là cứng 20-30 nha. Cứng 20-30 nè. Là cây này là cứng khoảng 25 á, nó ghi 20-30 là cứng khoảng 25. Dàn khoen là dàn khoen Fuxi xứ trắng nè, khoen cực kỳ đẹp luôn nha. Khoen rất là dày luôn, thích hợp cho anh em câu ngâm, lân xe. Đây, phô cần cứng là 20-30, độ dài cây nào là 2m4, dàn khoen là Fuxi xứ trắng thế này đây. Người hình cần có sơ xước dăm dăm từ sau thế này đây, có sơ xước dăm dăm thế này nha. Rồi, hai khúc phíp, độ dài cây này là, cây này có một cái xấu nè, một cái xấu là chỗ này nè. Đây, chỗ này xấu là cái này là nó bị bong bong đây nè. Cái này để đây, đấy, cái bị bong bong xấu rồi nè. Rồi, cây này để cho anh em giá là 2m4, dàn khoen Fuxi. Bây giờ 2m4 này, dàn khoen cực kỳ xịn sò luôn. Mấy dòng khoen này mà anh em về tháo ra lùm lưu relock rồi cũng rất là đỉnh luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 450k, mã số 9. 450k. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cây càng hai khúc carbon. Mã số số 10 tiếp tục là hai càng fit. Độ dài cái này là 2m1. Độ dài cái này là 2m1 nha, chất liệu là fit pad Fuxi này. Ngoại hình cái thân cấp này nó có bị sơ xước rất là nhiều nè. Ngoại hình ra gốc là rất là nhiều nha. Dàn khoen là Fuxi xứ trắng. Đây, dàn khoen là dàn khoen Fuxi xứ trắng nha. Cái này là cứng bao nhiêu đây? Rồi, cái này là cứng là 25-30, 25-30, độ dài 2m1. Thích hợp cho anh em câu ngâm, lăn xe.
khoen patch pushy, loại hình càng có sơ xước nhiều. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k, mã số 10. 350k. Tục mã số 11. 11 tiếp tục là một cái càng hai khúc, dòng này là dòng kiểu cắm gấp. Độ dài cái này cũng 2m1 nha. Đây, chất liệu là phíp đỏ này, kiểu này dài dạng kiểu cắm gấp. Đây, dòng càng cắm gấp nha, dòng khoen là dòng khoen fushi này. Dòng khoen là dòng khoen fushi xứ trắng thế này đây. Đấy, đầu bu là cực kỳ to nha. Đấy. Cái này là cứng là 50 80 cần cắm gấp nha. Tích hợp cho anh em câu ngâm lân xe. Đấy, câu biển, bát là bát hãng vạn. Cực kỳ chắc chắn nha, bát kim loại nè. Đấy. Cái này là dính bụi thôi, lau chùi ra là mới tinh luôn. Tay cầm là gỗ bằng này. Đấy, cần rất là chắc chắn. Mấy dòng này đánh rất là bền luôn. Thân đầu này là phíp đặt luôn nha. Thân đầu này là phíp đặt nè, anh em khỏi thoải mái. Tải cá rất là sướng, tải cá khoảng là 15 20 kg rồi rất là ok luôn. Rồi cái này mã số 11, khoen patch Fuji. Khoen patch patch là patch hãng chứ khoen là khoen Fuji. Đấy, ngoại hình cao. Cái này đi cho anh em giá là 490k, mã số 11, tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một cái càng 2 cúc phíp, 12 tiếp tục là một cái càng 2 cúc phíp, độ dài cái này là 2m4. Cái này thích hợp cho anh em câu ngâm, lên xe, câu biển. Đây. Patch patch Fuji này, dàn khoen là Fuji xứ trắng luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji xứ trắng thế này nha. Đấy, dàn khoen Fuji xứ trắng này, chất liệu là phíp nha. Đấy. Dàn khoen Fuji xứ trắng này. Cứng 30 50, độ dài là 2m4, chất liệu là phíp. Đây, ngoại hình căng. Đây, ngoại hình căng. Chất liệu là phíp nha. Patch patch Fuji, dàn khoen là Fuji xứ trắng. Cứng 30 50, khoen patch Fuji. Khoen cái này rất là dày luôn này. Chống nổ lắm cần này rất là dày luôn này, khoen chống nổ luôn. Khoan chịu lực nha. Tải cá lớn, dòng này cho anh em tải cá khoảng 10 kg. Rồi cái này mã số 12, cái này để cho anh em giá là 400k. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một cái càng ISO cái nhỏ, 13 tiếp tục là một cái càng ISO cái nhỏ đi. Rồi, 13 tiếp tục là một cặp càng ISO cái nhỏ, một cây 5m1 và một cây là 3m6 nha. Patch patch Fuji, độ dài cái này là 5m1 này, dòng khoan là Fuji ISO nhỏ nha. Đấy. Cái này là cứng là rồi, em này là đột hai, độ dài cái này là 5m1 này, ISO khoan nhỏ cần tay trời mấy. Đấy. Mấy anh em về làm cặp này là làm cần tay nha. Rồi, có chống nổ lắm cần luôn. Ngoại hình cần. Dòng khoan là Fuji ISO nhỏ, patch patch Fuji 5m1, hàng nội địa này. Cái này là dòng tim vàng này, đấy, dòng tim vàng 3m60 này, patch Fuji này, ngoại hình cần mới tinh luôn nha. Dòng khoan là Fuji ISO nhỏ. Mấy dòng này mà bán lẻ rất là đắt luôn. Rồi cái này cứng tương đương khoảng là 5H, độ dài là 3m60. Đột 3, độ dài là 3m60 nha. Mấy dòng này bán lẻ như riêng cây này là bán lẻ là khoảng là gần 400 ngàn nha. Đấy, cặp này để cho anh em giá là 500k, 500k 2 cần. 5m1 và 3m60. ISO khoen nhỏ cần tay trời mấy. Dàn khoen là Fuji nè. Anh em về làm cần tay là bấm mấy cái khoen này đi là anh em làm được cần tay rồi. Rồi, 500k 2 cần. Tiếp tục là một cái càng 13 500k. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một cái càng 2 khúc. 14 tiếp tục là một cái càng 2 khúc, chất liệu là phíp đặc, siêu bền, nâu đậm của đá. Loại này thích hợp cho anh em lưu rê lóc, câu ngâm, lăn xe gì đều được hết. Câu biển nha, câu mực. Đây, mấy dòng này thôi. Anh em tải cá khoảng 7 kg vô tư nha. Chất liệu là phíp đặc. Có cây này nó có hơi nặng là cái cán gỗ bằng gỗ nha. Đây là cây này nó hơi nặng một chút. Chứ bình thường là cán carbon nên rất là nhẹ luôn. Bát là bát hãng vạn, bát kim loại này. Dàn khoen là dàn khoen khoen inox thế này đây. Rồi hai khúc siêu bền nâu đồng cấu đá, chất liệu là phíp đặc, loại này thôi. Anh em là câu bây giờ cho nó hư, cho anh em phá này, cho câu cái này, nói chung là cho mọi người, nói chung là mấy dòng này thì không bao giờ sợ gãy nha. Siêu bền nâu đồng cấu đá, mã số 14. Cái này để cho anh em giá là 230k, hai khúc siêu bền nâu đồng cấu đá. Rồi tiếp tục, chất liệu là phíp đặc còn thân nha. Tiếp tục mã số 3, số 14, à 15 chứ. 15 tiếp tục là một cái càng 3 khúc, chất liệu là phíp, độ dài cái này là 2m1. Loại này thích hợp cho anh em câu ngâm, lưu rê lóc. Đây. Tay cầm đây, tay cầm là cán gỗ rồi, cực kỳ đẹp luôn nha. Patch là patch hãng vặn này, cái này dính bụi. Này, mấy dòng này dính bụi thôi nha. Càng rất là mới luôn. Dàn khoen inox ra cước cực kỳ nhanh, không bao giờ bị xước cước luôn nha. Rồi. 3 khúc 2m1 thích hợp cho anh em câu ngâm. Lưu rê lóc, độ dài là 2m1, 3 khúc. Đây, ngoại hình càng cực kỳ đẹp luôn. Rồi, cái này để cho anh em giá là 260k, mã số 15.
260k. Tiếp tục mã số 16. Rồi 16 là một cái càng hai khúc, hàng cũng hàng nâu đồng cú đá. Cây này cũng độ dài là 2m1, cây này là của thằng Sakura. Hàng Sakura nha, hàng là địa nhập, pass to pass hãng vặn này, dàn khoen là dàn khoen Fuji xí trắng thế này đây. Dàn khoen Fuji xí trắng này, đấy. Đây cây này người ta đã có bị cái khoe này bị tục, người ta đã lên lại cái khoe khác rồi này, thấy không? Đấy, tục chỉ người ta đã cũng là chỉ lại cái khác này. Rồi, cái này cũng là thân đầu nó là phíp đặc nha, nên là nó rất là cứng, nó cứng khoảng là 80 đến 100, cứng 80 đến 100. Rồi cái này 2m1 này, chất liệu là phíp đặc, cứng là đấy, cứng 80 đến 100 nha. Ngoại hình cần hàng Sakura, bát hãng, dàn khoe là dàn khoe Fuji. Dòng này thích hợp cho anh em con ngâm hoặc là cẩu tra. Rồi mã số 16 cái này để cho anh em giá là 490k. Tiếp tục mã số 17 tiếp tục là một cái càng 3 phút siêu đẹp. Loại này thì anh em thích hợp cho anh em câu biển, câu ngâm. Câu ngâm nha, câu biển, câu ngâm. Đấy, dàn này hai khúc này. Hạt câu bè, cực cần cực kỳ đẹp, thích hợp cho anh em câu biển, câu sông luôn này. Pass là pass hãng vàng. Dàn khoe này, dàn khoe Fuji xí trắng. Đây, cái này nó tràn cầu rất là mới, dàn khoe nó là cực kỳ nhỏ nha. Dàn khoe nó là chịu lực nhỏ kiểu như Ikeda vậy á, khoe nó kiểu như Ikeda vậy nha. Rất là nhiều khoe luôn. Đấy, cần mới tinh nha. Càng này là chưa một vết xước, hàng Olympic Japan. Độ dài cái này là 2m4. Độ dài cái này là 2m4 nha, chất liệu là phíp đặc siêu chất liệu là phíp nha. Càng mới tinh luôn, chưa một vết xước luôn, càng cực siêu đẹp. Rồi, để cho anh em giá cái này là 400k thôi, mã số 17, 400k. Tiếp tục mã số 18. 18 là một cặp ISO khoen nhỏ. 18 tiếp tục là một cặp ISO khoen nhỏ, một cây là 3m90 và một cây cần là 5m4. Đấy, một cặp ISO khoen nhỏ này. Cây này là phíp đỏ này. Riêng cây này rất là xịn sò, riêng cây này bán lẻ không là đã 350.000 đến 400.000 nha. Đây. Độ dài là 3m9 này, hàng đây qua Japan này, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ nha, chất liệu là phíp đỏ. Cây này là đột một nha, độ dài cây này là 3m90, độ cứng tương đương khoảng 1.5h. Chuyên cho anh em làm cần tay, câu lục. Đấy, pass Fuji. Cái này bị tục này, để em gắn lại cái pass để giữ cái này lại nha. 390 đây qua này. Và cây này là 2m này, độ dài là 5m4, chuyên cho anh em đánh lục đầu cần, pass Fuji này. Dàn khoe là Fuji số nhỏ này. Đấy, cây này mà đánh lục. Cây này là cứng, là cứng 1.5h. Đấy, cây này là tương đương cứng 1.5h này, chất liệu là phíp này. Rồi, cặp này để cho anh em giá là hai càng khá là xịn sò, ngoại hình càng khá là đẹp nha. Rồi. Hai cần 3m9 và 5m4. Cặp này để cho anh em giá là 550k, mã số 18. 550k hai cần nha. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là một cặp cần. Rồi, 19 tiếp tục là một cặp 36 và 39. Đây, cặp cần 36 và 39 nè, đây. Rồi, lên 36 trước. Pass Fuji nè, độ dài là 3m60, cần mới tinh luôn, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ. Cây này độ cứng tương đương khoảng là 3h. Đây, đầu khúc ca phô càng cực kỳ mới luôn. Rồi, mã số 19. Đấy, mấy phô càng này đánh rất là bền luôn. Nói chung là hàng bãi là anh em đánh rất là sướng rồi. Pass Fuji. Cứng 2, độ dài là 39, dàn khoen là Fuji số nhỏ này. Cây này độ cứng tương đương khoảng là 2.5h. Chuyên cho anh em đánh lục đầu càng hoặc làm cần tay. Rồi, mã số 19. ISO khoen nhỏ cần tay trời máy. Hai cần. Để cho anh em giá kẹp này là 500k. Cái đầu này rút ra chỗ này nó có bị xe xước này. Đây, có bị xe xước đường này này, thấy không? Rồi, cặp này để cho anh em giá là 500k, hai cần 36 và 39, đây qua Japan nha. Dòng này là đây qua phíp đỏ, đánh rất đây, cũng chỉ thế này này. Cây này đây qua phíp đỏ này, bản nội địa, cây này thì thôi. Phô càng cực kỳ bền luôn. Rất là đẹp, rất là sang trọng luôn nha. 390 này. Đấy, phô càng rất là sang trọng luôn. Rồi, 500k hai cần, mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 cũng tiếp tục là một hai cây càng xích. Đây, cây này là rồi, 19 là một cây càng xích, 20 là một cây càng xích này, độ dài là 3m90 này, pass Fuji này, ngoại hình càng đây, phô càng là màu đen thế này, có bị sơ xước này. Đấy, dàn khoen là dàn khoen Fuji xí trắng thế này nha, dàn khoen Fuji xí trắng. Cây này là cứng bao nhiêu? Cây này là cứng là 27-30, độ dài cây này là 3m60 này, chất liệu là phíp này. Đấy, cứng 27-30 nha, chất liệu là phíp, thích hợp cho anh em câu ngâm lân xe đến lục đầu cần 3m60. Đấy, ngâm lân xe đến lục nha, pass Fuji
dàn khoen là Fuji xứ trắng hoặc là cổ biển mã số 20. Cây này để cho anh em giá là 230k, mã số 20. Tiếp tục mã số 20, 3m60 nha. Cây này lại giá là 260k nha em nha. Tiếp tục mã số 21, 260k. Tiếp tục mã số 21. 21 tiếp tục là một cây cần súp Daiwa Sapan, cứng 25, độ dài cái này là 3m90, phô cần là chất liệu là carbon sống vòng này. Dòng này là mono carbon nha. Nè, bay carbon này, mấy dòng này thì thâu rất là bền luôn. Chất liệu là carbon nha. Cái này là mono carbon của thằng Daiwa Sapan này. Pat the Fuji này, Daiwa Sapan nha. Đấy, Daiwa này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp. Đây, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp thế này nha. Dàn khoen Fuji gặp, cái này là cứng là 25 này, độ dài là 3m90, chuyên cho anh em con ngâm, lân xe, đánh lục đồ cần hoặc là đánh lục cỡ 30 mấy đổ lại. Đấy. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp này, càng rất là đẹp luôn, mới tinh luôn. Rồi, sút carbon Daiwa Sapan cứng 25, độ dài là 3m90, phô cần siêu đẹp. Cái này mã số 21, cái này để cho anh em giá là 1.100.000. Mấy dòng này nè, mono carbon nha, mấy dòng carbon đề cao này, rất là đẹp luôn, phô cần carbon sống vòng. Chung là ngọn hình cần mới tinh. Rồi, hai khúc carbon. Rồi tiếp tục mã số 22. 22 là một cái cần hai khúc luôn, relock cần siêu đẹp luôn. Cây này là độ dài là 1m80 nè. Cây này là cứng M. Cứng M nha. Đây, dàn khoen là trang bị dàn khoen Fuji Six nè, mà Fuji biển thế này nha. Đấy, cứng M nha. Độ dài cây này là 1m80. Đây, pad đây, ngồi hình cần này. Tay cầm kiểu bán súng này, pad là pad Fuji nè. Đấy. Dàn khoen là Fuji đấy, dàn khoen Fuji thế này đây. Chất liệu là carbon sống vòng. Rồi. Mã số 21 chất liệu là carbon sống vòng nha, ngộ hình cần mới tinh luôn, gọi như là chưa một vết xước luôn nha, ngộ hình cần mới tinh luôn, chưa một vết xước luôn nha. Rồi, hai khúc luôn relock, độ dài là 1m80, độ cứng M. Mã số máy Nga, cái này là máy Nga nha, mã số 22. Cái này đi cho nên giá là 900k thôi nha. Tiếp tục mã số 23. 23 cũng tiếp tục là một cái cần hai khúc luôn relock máy Nga. Cái này là cũng cứng M. Độ dài là 1m65. Đấy, cái này là cứng M này. Trang bị cái này là pad pad hãng này, pad pad hãng vặn nha. Dàn khoen cái này là dàn khoen Fuji này, dàn khoen Fuji nha. Cái này là cứng dài 1m65, độ cứng M. Đấy, dàn khoen Fuji này. Rồi, hai khúc carbon cứng M, độ dài cái này là 1m65. Đấy, mã số 23, hai khúc carbon nha, độ cứng M, độ dài là 1m65, dòng tim vàng. Mã số 23, cây này để cho anh em giá là 23. Rồi, hai khúc carbon mã số 23 nha. 23 này, mã số 23, mã số. Rồi, cái này để cho anh em giá là 700k, hai khúc carbon lưu đề mấy ngàn, 700k. À, Sapan. Rồi, tiếp tục mã số. Rồi, tiếp tục mã số 24. 24 tiếp tục là một cái cần tay, độ dài cái này là 3m70, tay cầm là cuốn chỉ này. Đây, ngồi hình cần phô cần có bị sơ xước này. Hàng giả trúc nha. Cần tay giả trúc chuyên cho anh em gãy viết, gãy chép. Cứng là 1,5H, độ dài là 3m70 này, chất liệu là phíp này, đọc ra phô cần rút ra này. Rồi, cây này đi cho anh em giá là 200k nha. Cần tay chất liệu phíp, độ dài cây này là 3m70. Mấy dòng này rất là dẻo nha, đây anh em câu rất là bền bỉ luôn này. Đấy. Rồi, 200k, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là một cặp cần câu, một cặp này là. Rồi. Một cặp càng cao nha. Rồi, cặp này là 3m60 này, cái này là 3m60 này. Rồi, tiếp tục mã số 25. Cái này là độ dài là 3m60 này, phô cần rất là mới. Để bán từng cây cho anh em dễ lựa hơn. Đấy, phô cần rút ra này. Rồi, cái này đúng độ dài là 3m60, ngộ hình cần là mới tinh nha, chưa một vết xước luôn. Cái này là cần siêu đẹp luôn, 3m60 nha. Chưa một vết xước luôn này, có tay cầm cũng chỉ cực kỳ đẹp. Cái này để cho anh em giá là 220k, mã số 25. 220k nha, 3m60. Tiếp tục mã số 26. 26 tiếp tục là một cây cần tay, chất liệu là phíp đây. Tay cầm là cuốn chỉ này, phô cần này. Phô cần này có đính kim tuyến đá rất là đẹp này. Cái này là cứng bao nhiêu đây? Độ dài bao nhiêu? Rồi. Độ dài cái này là 2m70.
chất liệu là phíp nha. Đây, cái này đầu cứng tương đương khoảng 2,5 ha. Đầu cứng tương đương khoảng 2,5 ha nha. Chất liệu là phíp phô càng rút ra này. Đấy. Hàng giả trúc phô càng rất là đẹp rồi. Cái này để cho anh em giá là 190k. Mã số 16, 190k. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cái này là 3m60 này. Tay cầm lực đây. Phô càng này khắc tem lên rất là đẹp này, khắc tem 3m60 này. Đấy, ngũ hình cần. Có sơ xước. Rồi cần tay chất liệu là phíp, độ dài cái này là 3m60, độ cứng cái này mới hát. Độ cứng cái này là 1,5 h. 3m60 này phô càng rút ra cực kỳ đẹp. Rồi cái này để cho anh em giá là 200k, mã số 27. Cần tay chất liệu phíp 3m60, 200k, mã số 27. Tiếp mã số 28. 28 tiếp tục là một cái cần tay chất liệu là phíp, độ dài cái này là 3m80, tay cầm là cúng chỉ, phô càng đây. Hàng Olympic Span này, anh em nào là fan của Olympic này, rất là bền bỉ nha. Đấy. Ngoại hình càng khá là mới đẹp giả trúc luôn. Cái này là cứng là 1,5 h. Dòng cần này là khá là xịn sò nha. Giá nó hơi cao một chút, cái này giá là 230k nha, 230k. 3m80 chất liệu phíp hàng Olympic Span. Đấy, ngoại hình càng khá đẹp mới tinh luôn. Đây. 230k, mã số 28, tiếp tục mã số 29. 29 tiếp tục là một cây cần tay chất liệu phíp, độ dài cái này là 4m50 nè. Cần tay chất liệu phíp độ dài là 4m50 nè, phô cần. Đấy. Cái này là cứng mấy h? Cái này là cứng là 3h, độ dài cái này là 4m50. Đây phô cần rút ra. 4m50 nha, phô cần rút ra, cực kỳ đẹp luôn. Rồi cần tay chất liệu phíp độ dài cái này là 4m50, phô cần khá là đẹp. Đấy, mới. Rồi cái này là giá là khá là cao nha. Cái này để cho anh em giá là 300k, mã số 29. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cái cần ISO cái nhỏ, đột một, độ dài cái này là 5m4, patch Fuji này. Dàn khoe là Fuji ISO nhỏ này. Rồi ISO khoe nhỏ cần tay từ máy, cái này cứng tầm khoảng là 3h đến 4h nha. Cái này chuyên cho anh em đánh lục đầu cần. Đấy. Cái này chuyên cho anh em đánh lục đầu cần nha, phô cần rút ra khá là mới nè. Đây, phô cần rút ra có bị sơ xước chậm nhẹ một chút xíu thôi. Rồi. ISO khoe nhỏ cần tay từ máy, đột một, độ dài cái này là 5m4, phô cần khá là đẹp. Cái thân gốc này nó đây hơi bạc bạc màu xíu thôi. Chung là cây này lau chùi ra rất là mới luôn. Dòng này là dòng chầm phu tơ này. Cứng một, độ dài là 5m4. Rồi cái này mã số 30. Cái này để cho anh em giá là 300k. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần sấp carbon. Bát là bát hãng vạn này. À bát là bát hãng gặp nha. Bát cực kỳ chắc chắn này, bát hãng gặp này. Rồi cây này dàn khoe là dàn khoe Fuji. Dàn khoe Fuji nha. Cây này là cứng 30. Cứng 30, độ dài cái này là 3m90 này, chuyên cho anh em đánh sông ro lớn, đánh lục đồ rất là bền bỉ luôn. Rồi dàn khoe là dàn khoe Fuji gặp, bát là bát hãng vàng. Cái này là cứng 30, độ dài cái này là 3m90 này, Kisu Master nha, dòng Kisu Master. Đấu trạm nó rất là ok luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là cần rất là thon gọn đẹp nha. Thon gọn đẹp. Rồi, em này là góc may bao nhiêu? Góc cái này là 22 nha. Gốc 22, ngọn cây này là bao nhiêu đây? Rồi, ngọn cây này là 28, mã số 31. 31 cây này cứng 30 nha, cây này để cho anh em giá là 1.400k. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cái cần ISO khá nhỏ. Cây này chia về cho anh em làm cần tay nha, hoặc đánh lục. Patch patch hãng này, dàn khoen là dàn khoen khoen hãng luôn. Dàn khoen hãng nha, kiểu như khoen Fuji cực kỳ chắc chắn luôn. Rồi cái này cứng tự tầm khoảng là 3h, cái này cứng tầm khoảng 3h nha, phô càng rút ra thì mới tinh luôn nha, chưa một vết xước. Chuyên cho anh em về làm hạ cần tay hoặc là anh em đánh lục câu biển. Rồi ISO khoe nhỏ cần tay trời máy, mã số 32. Cái này chất liệu là carbon. Đấy, phô càng rất là mới luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 600k, mã số 32, 600k. Tiếp tục mã số 33. 33 là một cái càng ISO khá nhỏ, chuyên cho anh em câu bè. Cái này dòng y như Ikada vậy á, độ dài là 2m30 này. Dàn khoen là Fuji số nhỏ nha. Dòng này là dòng kiểu Ikada này. Đấy, càng cực kỳ dẻo luôn nha. Này, cực kỳ dẻo luôn này. Chuyên cho anh em câu bè nha. Rồi, ISO khá nhỏ càng tay từ máy càng Ikada, độ dài là 2m30, càng cực kỳ hiếm luôn. 2m30 nha, càng siêu hiếm siêu nhỏ. Rồi, cái này mã số 33. 33 cái này là ISO khoe nhỏ, khoe phát Fuji. Rồi cái này để cho anh em giá là 320k nha.
mấy dòng này cực kỳ hiếm luôn, nhỏ xíu xiu luôn. Pad là pad Fuji FF6, dòng khoan là Fuji ISO nhỏ. Rồi tiếp tục mã số 34. Rồi 34 tiếp tục là một cây càng súp, một cây càng súp carbon. Dây này là hàng Olympic Japan, độ dài cái này là 4m25. Pad là pad Fuji này, ngoại hình cây càng là có bị sơ xước sơ một chút chỗ này này, chỗ mà bắt cũng chỉ nha, chỉ bát nha. Đây suốt nha, đấu trọng này đấy, hàng Olympic Japan nha, mã cốt hẳn hoi này, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp đấy. Cái này là góc bao nhiêu đây? Rồi góc cái này là 25, góc phi 25, ngọn cái này mấy ly? Rồi ngọn cái này là 3.3 nha, 3.4. Ngọn cái này là 3.4 này, chuyên cho anh em câu đánh bộ lực nha. Pat là pat Fuji, cái này là cứng 35 nha, cứng 35, ngọn 3.4, chuyên cho anh em đánh lục xa bờ, câu hồ tây, đồ câu ngâm đấy. Đây ngũ hình cần, ngũ hình cần là có bị sơ xước một đường như này này, thấy không? Sơ xước này đấy. Rồi suốt carbon, độ dài là 4m25, chất liệu là carbon nha. Rồi mã số 34, cây này để cho anh em giá là 1.500k nha, 1.500k, cứng 35, rất là hiếm luôn. Rồi tiếp tục là một cây cần sút, cái này là hàng Suzumi nè, Power 4 nè, mấy dòng này rất là bền nè, sút line này, rất nhiều anh em đánh dòng cần kiểu này nè, nhìn rất là đẹp luôn, 3m90. Cái này là hàng Hàn Quốc sút nhật, pad là pad Fuji nè, Suzumi, dàn khoen là dàn khoen Fuji luôn. Rồi cái này là cứng là, cái này là cứng là 27-30 nha, cứng 27-30, khô cần cực kỳ đẹp luôn này, cứng 27-30, độ dài cái này là 3m90 nha, dàn khoe là dàn khoe Fuji gặp, pad là pad Fuji. Rồi cái này càng siêu đẹp, cái này để cho anh em giá là 1.200k, 1.200k nha, 3m, suit cutter line power càng siêu đẹp, mới tinh luôn, chưa một vết xước luôn, 1.200k, mã số 35. Tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cây càng súp, 36 tiếp tục là một cây càng súp, độ dài cây này là 3m90. Càng này là càng siêu cổ, thuộc trong dòng là nội đồng cấu đá. Pad là pad Fuji, độ dài là 39 này. Dàn khoe là dàn khoe Fuji gặp nha. Đấy, cây này là thân gấp bao nhiêu đây? Rồi phi cây này là gốc là 24. Ngọn cây này mấy ly? Rồi ngọn là 2.3, độ dài cái này là 3m90, cái này là cứng mà 25 nha, cứng 25, độ dài cái này là 3m90 này, chiên cho anh em đánh lục đầu cần này. Rồi mã 26, súp, dàn khoe là dàn khoe Fuji gặp, pad là pad Fuji, độ dài là 3m90, ngọn hình cần khá là đẹp. Rồi mã số 36, 36 sút carbon 3m90, mã số 36, cái này để cho anh em giá là 800k. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cây cần sút carbon, mấy dòng này cũng dòng gọi là nâu đồng cấu đá, nâu đồng cấu đá nha, pad là pad Fuji này, dàn khoen là đây đấy, cây này là độ dài là 4m05 này, độ dài là 4m05 nha, dòng này là sao siêu bền, dòng sút ba carbon Olympic Japan, phi gốc cây này là 29, phi gốc 29 nha, phi ngọn cây này là bao nhiêu đây? Phi gốc 29, phi ngọn cây này là, rồi ngọn cái này là 3.3 nha, ngọn cái này là 3.3, đây 3.3 này, dàn khoen là dàn khoen Fuji này đấy. Cái này là cứng 35 nha, độ dài cái này là 4m05, cứng 35 nha, độ dài 4m05 này, chất liệu là carbon, ngoại hình cần là có bị sơ xước rất là nhiều. Dòng này là cho anh em mà câu biển đồ á, nói chung là anh em mà thích mà dòng nâu đồng cứu đá, mấy dòng này là đánh rất là bị sướng. Mấy dòng khoen Fuji này là chống rỉ rác đồ nha, chống rỉ rác rồi này. Rồi cứng cây này là 35, độ dài là 4m05. Rồi cái này mã số 37, cái này để cho anh em giá là 1.200k nha, dòng này là dòng nâu đồng cấu đá siêu bày, cứng 35 luôn. Tiếp tục mã số 38, 38 là một cây cần súp, cái này là chuyên cho anh em công ngâm lưu rê lóc đồ cũng rất là được luôn. Pad là pad Fuji này, chất liệu là carbon, hàng Alpha Tickle nha, cây này là hàng Japan, phi gốc carbon là cây, phi gốc cây này là 23,
ngọn cây này là bao nhiêu đây? Ngọn cây này thì nhỏ. Rồi, ngọn cây này là 2 ly, ngọn 2 ly nha. Dàn khoe là dàn khoe Fuji luôn. Đấy. Cây này là cứng là 25 này, chiên cho anh em luôn cây lóc nha. Đấy. Cái này là khoen chạy, dòng này là dòng khoen chạy nha, cần mới tinh luôn nè. Cần mới tinh luôn nha. Đấy. Chất liệu là carbon sáng găng cùng cuộn luôn. Rồi, mã số 38. Sút carbon. Độ dài alpha techco, độ dài là 3m3. Cái này để cho anh em giá là sút nha, carbon. Rồi cái này thu gọn lại là khoảng là 90 cm. Mã số 38 thu gọn 90 cm. Cái này để cho anh em giá là 800k. Tiếp tục mã số 39. 39 tiếp tục là một cái cần sút. 39 tiếp tục là một cái cần sút mới tinh luôn. Cứng 20, độ dài cái này là 3m, pad là pad Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji nha. Chất liệu là carbon sáng vòng này, cần mới tinh luôn này. Đấy, cần mới tinh luôn. Rồi cứng 20, độ dài là 36. Thích hợp cho anh em lưu rê lóc, câu ngâm, lân xe, đánh lục đầu cần, cần mới tinh chưa một cái xước. Mã số 39. 39 cây này để cho anh em giá là 900k. Tiếp tục mã số 40. 40 là một cây cần chiên cho anh em lưu rê lóc luôn. Cây này là 24 nha. 24 phi gốc, cây này là độ dài là 24, phi gốc là 21. Phi ngọn cây này mấy ly? Rồi, phi ngọn cây này là 2 ly 2, độ dài cây này là 24 nè. Cây này tương đương cứng khoảng là MH á, cây này cứng tương đương khoảng MH nha, chất liệu là carbon sáng vòng này. Lưu rê lóc thu gọn cây này là 80 cm. Đâu thu gọn cây này là 90 cm nha, độ dài là 2m4, chiên cho anh em lưu rê lóc, độ cứng khoảng là MH, pad là pad Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji này, càng siêu đẹp luôn. Có sự xước chăm nhẹ chỗ này, cây này để cho anh em giá là 900k. Sút carbon lưu rê lóc, càng siêu đẹp, cứng, độ cứng cỡ tầm MH. 900k, mã số 40, tiếp tục mã số 41. 41 cũng tiếp tục là một cây cần hai khúc luôn, một cây cần xích chiên cho anh em lưu rê lóc. Dòng này là carbon Shimano, cứng 15, độ dài cây này là 2m70, pad Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp. Cái này độ cứng tương đương cũng khoảng là MH nha, cái này cứng tương đương cũng khoảng MH này. Anh em nhìn cái đầu cần này, sắn găng cùng cụm cụm luôn nha, cùng cụm luôn này. Chiên cho anh em luôn rê lóc. Rồi, sút carbon 2m70, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp, pad Fuji. Đây, cứng là 15, độ dài cây này là 2m70, phô cần khá là đẹp luôn. Rồi, mã số 41. Chiên cho anh em luôn relock luôn nha, Shimano. Rồi cái này cũng để cho anh em giá là 890k. Tiếp tục mã số 42. 42 tiếp tục là một cây cần Shimano. Cái này cũng cho anh em luôn relock luôn. Dòng này là lưu rê là 7 đến 15g nha. Len của nó là 6 đến 20 LB. Hàng Made in Japan. Đù, cái này là hàng khá là xịn luôn á. Pad Shimano này, tay cầm là mút xốp nha. Đây, tay cầm là mút xốp này. Dàn khoen là dàn khoen xích nha, dàn khoen Fuji xích này. Cái này được cứng tạo cầm bao nhiêu? Rồi cái này cứ tầm khoảng là MH. Đây chất liệu là carbon carbon hay da sáng vòng luôn. Chất liệu là carbon hay da sáng vòng, nấu găng cục cụm luôn nha. Hàng Shimano mà carbon hay da sáng vòng là rất là hiếm luôn. Rồi cái này độ dài bao nhiêu đây? Độ dài cái này là 2m70 à. Rồi độ dài cái này là 2m70. Đấy, cần lưu rê lóc nha, cây này thu gọn lại là 1m, dàn khoen là dàn khoen Fuji xích, khoen chạy Shimano. Hàng cực kỳ đẹp luôn, bạn này cực kỳ cao cấp luôn này, cần rất là nhẹ luôn nha. Hoặc lưu rê lóc, lưu rê biển. Rồi mã số 42, cây này đi cho anh em giá là 1.100.000. Tiếp tục mã số 43. 43 tiếp tục là một cây cần sút carbon, cây này là độ dài là 3m60, thân gốc cây này là bao nhiêu đây? Phi gốc 22, ngoại hình càng có sơ xước nhiều nè, ngoại hình có bị sơ xước nhiều khúc gốc này không? Pad Fuji này, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp, chất liệu là carbon sáng vòng này. Đấy, cái này là cứng là 25, độ dài cái này là 3m60 này, chiên cho anh em câu ngâm hoặc là lưu rê lóc máy đứng 36 nha, câu ngâm đăng xe. Đấy, ngoại hình càng có sơ xước nhiều, cái này để cho anh em giá là 800k luôn. Mã số 43, tiếp tục mã số 44. 44 tiếp tục là một cái cần súp. Cái này là độ dài, cái này là cứng 20, độ dài cái này là 3m60 này, dàn Japan, người hình càng có sức nhiều nha, pad Fuji, dàn khoen này, dàn khoen Fuji gặp nha. Đấy, chất liệu là carbon sáng vòng. Cái này độ cứng khoảng 25, nếu mà độ cứng lưu rê lóc thì độ cứng khoảng là MH. Đấy, đọc rút ra không cần rút ra rất là đẹp. Đấy, dàn khoen là dàn khoen Fuji gặp nha. Cái này là người ta cuốn giấy này, người ta cuốn giấy để định vị khoen nha. Đây, cuốn giấy để định vị khoen này.
Rồi mã số 44 suit carbon, cứng 20, độ dài là 3m60, chất liệu là carbon. Cái này để cho anh em giá là 700k, mã số 44. Tiếp tục mã số 45. 45 tiếp tục là một cây càng suit carbon. Cây này là carbon 2 da này, anh NFT nha, càng này là siêu xịn sò luôn. Pad power plus này. Hàng này rất là mới, cứng 30, độ dài cây này là 3m30. Dàn khoen là dàn khoen Fuji gập này, dàn khoen là dàn khoen Fuji chứ. Dàn khoen Fuji này chất liệu là carbon 2 da từ đột đầu tới đột đuôi luôn nha. Đây, carbon 2 da này. Đấy. Phô càng cực kỳ đỉnh luôn nha. Carbon 2 da. Suit carbon 2 da này, cứng 30, độ dài là 3m30, dòng này là hàng NFT. Rồi mã số 45, carbon 2 da càng siêu xịn luôn. Giá này là 1.500k. Tiếp tục mã số 46. Đây, càng mới tinh luôn nha. Cái này chiên cho anh em luôn relock. Nếu mà độ cứng là lure lock tôi ngâm nha, độ cứng là cơ ấn MH á, 3m3 này lure cũng rất là sướng rồi nè. Rồi tiếp tục mã số 46 cũng là một cái càng suit NFT. Cái này cũng là carbon 2 da nha. Carbon 2 da này rút ra này. Cái này cũng nấu dân cùng 2 da cùng cụng luôn. Đấy, cái này cũng giá là 1.500k nha. 1.500k carbon 2 da này. Siêu đẹp luôn nha, càng mới tinh. Rồi, cứng 30, độ dài cái này là 3 mét này. Hàng này NFT chất liệu là carbon 2 da. Siêu đẹp, giá này là 1.500k luôn. Mã số 46. Tiếp tục mã số 47. 47 tiếp tục là một cây càng suit carbon. Cái này độ dài là 3 mét, chuyên cho anh em lưu relock. Pad Fuji này. Đây, dàn khoen là dàn khoen Fuji này, dòng này là dòng tim vàng nha. Dàn khoen Fuji gặp này, hai dàn khoen Fuji thôi nha. Cái này là cứng bao nhiêu đây? Cái này là cứng 30, độ dài cái này là 3 mét này. Chất liệu là carbon này, chuyên cho anh em lưu relock câu ngâm nha. Độ cứng tương đương cũng khoảng MH luôn. Tương đương cũng MH nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này. 3 mét. Đấy. Độ dài là 3 mét này, dòng tim vàng. Pad Fuji, dàn khoen Fuji luôn. Thân gốc là 22. Ngọn cái này là 2.4L. Rồi, cái này mã số 47. Cái này để cho anh em giá là 900k. Tiếp tục mã số 48. Tiếp tục là một cái cần 2 khúc blue relock carbon. Cái này là độ dài là 2m70 này. Pad Fuji. Đây, chất liệu là carbon nha. Dàn khoen là dàn khoen Fuji đây. Dàn khoen Fuji thế này nha. Dàn khoen Fuji chiên cho anh em câu câu lure biển, câu ngâm, lăn xe luôn. Đấy, cái này cực kỳ chắc chắn. Có cái là phô cần cái này nó bị sơ xước sơn rất nhiều nha. Nên em sale cho anh em luôn, sale rẻ cho anh em luôn. Đấy, rồi. Cái này để cho anh em giá là 800k nha. Cứng 50, độ dài cái này là 2m70 nha. Cái này 800k này. Alpha Tico, dòng này đánh về rất là xịn sò. Bao giờ cho nó hư. Dàn khoen là Fuji Six luôn nha. Trang bị dàn khoen Fuji Six kỳ đẹp luôn. Rồi, 800k mã số 48. Rồi, đây 80. Rồi, chờ em một chút. Rồi, bên em có bán túi cần này. Cái này túi là suit power nha, dòng này là suit power chuyên cho anh em bỏ cần VIP á. Đây. Suit power nha, đây, ngoại hình cần đây, ngoại hình túi đây. Độ dài là 1m25. Độ dài là 1m25 hay là 1m20 gì đó. Đây. Có chống sốc này, cực kỳ êm nha, túi cực kỳ đẹp luôn. Đấy, sim power, túi cần cực kỳ đẹp nha. Rồi, cái này để cho anh em giá là 190k thôi nha. Rồi, anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0832620524, Zalo cũng vậy, 0832620524.